Phim Bão Ngầm vừa lên sóng những tập đầu tiên, khán giả vô cùng ấn tượng với hình ảnh công an biến chất do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải đảm nhận. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Đào Trung Hiếu, kể về hành trình điều tra khám phá đường dây tiền nâu xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của anh lớn ẩn trong một tập đoàn kinh tế lớn. Như Tuất xuất hiện, ngay từ những tập đầu là nhân vật phản diện do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải thủ vai. Với diễn xuất ấn tượng của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải từ giọng nói, ánh mắt đến cử chỉ đã khiến người xem nhìn thấy gần như bản chất xấu của thượng tá Như Tuất. Nếu là người yêu điện ảnh Việt thì chắc hẳn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải không còn xa lạ với những vai phản diện xuyên suốt màn ảnh nhiều thập kỷ qua. Từ vai Trịnh Khả trong Chuyện Làng Nhiêu lên sóng năm 1997 đến nay, từ đó chỉ thấy nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải với những vai diễn phản diện. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải sinh năm 1958, ông là đại tá công an, từng là phó trưởng đoàn kịch nói công an nhân dân. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ông đã có nhiều vai diễn gây ấn tượng mạnh đối với khán giả đáng chú ý phải kể đến, như vai Lê Thanh trong Trạch Án, Trịnh Khả trong Chuyện Làng Nhô, Minh Hói trong Cổ Cồn Trắng, tướng cướp Hoàng Đạo trong Cái Chết Của Con Thiên Nga, đặc biệt là Lão Cấn, ông chủ nhà hàng Thiên Thai với tính cách vô cùng xảo quyệt trong Quỳnh Búp Bê. Trước những thành công đó, ít ai biết được nam diễn viên đã phải giằng xé, đấu tranh trước quyết định chuyển hướng theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy. Xuất thân là kỹ sư khai thác hầm và lò, tốt nghiệp trường Đại học Mỏ Địa chất, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải đã có 6 đến 8 tháng làm việc ở tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông quyết định rẽ ngang và trở thành sinh viên lớn tuổi nhất tốt nghiệp khóa 7 trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh năm 1986. Có thể nói điểm bắt đầu không thuận lợi nhưng với những nỗ lực và sự đấu tranh không ngừng nghỉ của ông đã dần mở ra những thành công vang dội cho tới bây giờ. Trong suốt hơn 30 năm lăn lộn với nghiệp diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải bỏ túi hàng loạt vai diễn phản diện. Vậy mà đằng sau gương mặt chuyên đóng vai người xấu đó, ngoài đời lại là một đại tá công an chính trực, hiền lành. Có lẽ chính nhờ công việc thực ngoài đời này đã khiến nghệ sĩ hiểu hơn về tâm lý tội phạm và diễn vai công an biến chất như thật. Dường như việc diễn vai phản diện quá ấn tượng nên đã không đạo diễn nào dám giao vai hiền lành cho nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải vì quá mạo hiểm. Việc thường xuyên vào vai phản diện đã khiến nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải gặp nhiều chuyện giờ khóc giờ cười trong cuộc sống. Trước đây, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải đã bị bố ruột không cho về quê vì đóng vai kẻ xấu trên truyền hình. Thậm chí, ông cũng từng bị bố vợ ngăn cản chuyện yêu đương vì vẻ ngoài không mấy thiện cảm. Phải chịu nhiều cay đắng vì các vai phản diện, nhưng chưa lần nào nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải có ý định từ bỏ đam mê diễn xuất của mình. Chính bởi sự hóa thân xuất sắc đó mà vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải trong Bão Ngầm chính là điểm sáng của phim, dường như lấn át hoàn toàn dàn diễn viên chính. Chia sẻ về vai diễn trong phim Bão Ngầm, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải cho hay bản thân ông rất tâm huyết với vai diễn này, đến cả cái tên nhân vật. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc và êm ấm. Vợ và các con chính là hậu phương vững chắc nhất để ông có thể yên tâm hoạt động nghệ thuật suốt bao năm qua. Tháng 12 năm 2019, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải chính thức nghỉ hưu. Hiện tại, ông đang tận hưởng một cuộc sống bình yên bên vợ và các con của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.